quay cho các bạn coi à. Đây. Theo tầng luôn à, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Quá trời luôn, thỏ đây. Chim không biết đếm bao nhiêu mà sẽ. Có. Anh em tập trung ăn thịt ăn rau rồi vô. Ăn thịt không à? Rau để bắn không có thấy đâu. Nãy tôi nói là ba con thỏ rồi. Chua nữa hả? Tại cái này muốn đầu thôi. Ra nữa tao mấy cái kia là khác. Ăn hết thỏ. Mấy cái kia là khác liền. Linh vô miếng thỏ cho mọi người coi. Anh Nghĩa có mấy lứa? Đứa lớn, đứa nhỏ. Bỏ lên review thỏ nha các bạn. Hai đứa gái. Thỏ nha bạn. Hai đứa gái. Con gái mẹ nó mềm. Không ra gì hết đúng không? Vô hết trường. Vô hết. Không ra mà vô hết. Rồi quá tuyệt vời nha các bạn. Rồng. Rồi, nâng ly. Rồi. Mọi người. Cô bạch chúc em với anh tranh giải đặc biệt. Rồi, cho mình ngồi đối đầu nha. Đặc biệt Tân Vi Dương. Chú. Đâu lấy cái lỗ tai bên trái mà đứng bên tay phải. Là chờ em quay về lấy nè. Anh về cứ nói anh về anh cứ nhắn tin ghen mình đồ quán bên tiệm Bảo Linh đã lắm mà chưa hiểu chưa, mày là thầy luôn mày là thầy luôn chưa đặt chưa nay nay anh nào trốn vợ cho Linh sống nhiều nhiều xíu nha. Đây đây hai này ừ. Em thích quay mấy anh trốn vợ lắm. Chia sẻ tát ở trên ấy anh. Tan là anh chặn tan rồi. Anh em có hay qua nhà anh chơi không? Không ít lắm. Dạ hả? Chào dạ, có ít thì có không? Có ngày. Nhớ lưu video sẵn nha. Đâu. Vô bấm mà. Tới về nó nãy rồi, gửi clip qua cho em ơi thấy cũng đủ mệt rồi. Nó đủ mệt rồi hả? Chợ này cái. Ủa hai nằm chung hả? Ý. Nó hơi hơi ha. Con cá chắc lâu rồi. Ồ. Vô à. Ai gà cái này đây. Chờ em xíu. Nó gửi rồi. Trời ơi anh buông rồi. Này cá chín rồi các bạn. Mình đi không nói nè. Ê mà trời ơi. Có nhằn rồi giờ. Ngon à. Không món này không làm ngon. Đó hình mày nói qua nhà. Món này không làm ngon á. Chợ mày đi đâu tới mày mấy đứa gái. Tới chợ mày đi bậy thôi. Giới thiệu các bạn đây là Tùng ẩm thực nha. Anh mặc áo xanh nha. Nó ăn ngon lắm các bạn. Cái con thỏ đã mày. Rồi lên món mới nha các bạn. Bế này vô đi ha. Cá chắc chưa chín đâu. Cá chưa đâu. Chim chín này nè. Rồi gớt một con. À. Chim tới. Cái tương đồng lắm mèo đó mình để lửa này. Nhức nách. Vô bài. Cái này để vô. Cái hũ muối dám lắm vô. Đây để. Ấy là muối dắt nhanh mày nè. Bỏ muối vô dắt nhanh. Rút ra luôn. Kêu muối đây. Bả như hai cây kiếm à. Trời ơi, đậu à. Đậu bếp dứt ngoài luôn. Ngon quá chịu nổi à. Muối nè Bảo Linh với thằng Hùng đồ khoái lắm nè. Cách chín nó ngoài chứ nhiều. Coi vừa vừa anh cũng làm mình vậy. Nóng lắm á. Bị rên đâu rồi, xẻo thịt chích đi. Bụi luôn rồi. Bắn thì giờ nó xé chứ. Đúng rồi, nào bắn nó xé đi. Nào bắn nó xé đi. Bảo Linh. Đợi, Bảo Linh review luôn đi. Rồi, Bảo Linh review chích đi. Nhớ cái này.
chích cò này ra cò bò gom chấm vô nè bỏ này ra ngoài là chấm muối xa là vậy anh hết ra đi ra trời ơi một mình em mà con này ơi là trời chết luôn á trời má ơi ôi ôi bạn nó sống tới 80 tuổi chứ cái mặt nó sao sao quay là cái mồi cái mồi dưới nó đụng lỗ mũi luôn như vậy không cháu đứng nhỏ nhỏ em dắt miếng chanh cùng bệnh cái nữa chứ. Tụi quẩm thật hài quá. Em ơi, chết em ơi. Đây. Thế nhưng chính nè. Trời ơi cái đùi. Ý. Nhẹ nhẹ thôi. Lên đó không xéo là luôn rồi. Mở không ta? Nó mở nè. Làm cái muối ớt đi. Mở thôi, mở ngon nè. Coi coi. Vô cái đi. Vô ngang ngang, vô anh em mừng. Cái là cái đùi đánh dấu nha. Ôi. Vô. Đùi khắc laser rồi nha. Tuyệt vời. Mày đâu bị đến. Vô em từ từ. Vô nè anh ngồi né qua mình. Không anh ơi đi, em đi vòng vòng. Mày ngồi đùi anh cũng được. Nhìn lên ăn anh thèm quá. Sao vậy hả? Ngồi đi. Ngồi chỗ ngồi hả? Ồ sắp hết chị hình nữa nè. Phải cảm ơn anh Bi nè. Con em vậy nha. Cô bợ. Rồi mở không à. Trời ơi cực kỳ. Con chích cò với con cô bợ. Nhậu mệt mà vẫn còn mấy món nữa các bạn. Cá với lại thỏ, thỏ nướng. Anh em mình bây giờ tổ chức giải cho người mới nha các bạn. Đây phần thưởng ở đây. Đọc lại, đọc lại. Tâm, quay tùng tùng ốc. Ban giám khảo còn đủ tỉnh táo không? Tỉnh. Anh còn ổn chứ? Ổn. Yes. Rồi, okay. Tuyên bố thế lệ cuộc thi đi. Bây giờ là phần bánh nè. Bánh lon bia, mục tiêu lon bia là lon bia. Cự ly 20m, một người được bánh 10 viên. Ai bắn trúng nhiều sẽ được lựa giải trước trong 4 giải này. Quy định là nhất nhì 3-4 và à nhất nhì 3 và hai giải khuyến khích, nhưng ai bắn được nhiều muốn lựa giải nào lấy giải nào thì lấy giải đó. Rồi anh em sẽ bắn từ đây nha các bạn, 20m cái biên này nè. Bỏ bi luôn sang người ta. Rồi ok. Rồi Tâm đứng ngoài đó cầm máy quay luôn, bắn trúng máy quay thôi. Ok. Lên trước không? Hay là nha các bạn. Cũng khá xa nha. Đây cái lon này có người mẫu luôn, anh đứng đó, anh đứng này. Ừ anh đứng đó luôn. Ừ cầm ngang cầm. Ừ vậy được rồi. Vậy được ha. Ừ à, anh em bắn đi được rồi, anh em bắn đi có người mẫu nha. Bắn ở đây em vịnh lon đó, chỉnh theo hướng đạn luôn được không? Nè bắn đi em vịnh. Bắn anh Giang ở đây chút nha để đưa ra. Né né cục đen đen ra nha. Đi đâu không thấy viên đạn luôn, sao canh ta em không thấy gì anh thấy. Dỗ quá, dỗ quá. Thấy viên đạn rồi. Thấy nó đi đâu chưa? Thấy nó đi tà le luôn rồi. Anh chỉ cần thấy viên đạn cái viên thứ 9 á là ok. Bốn rồi, đúng rồi. Bắn có 5 viên. Mới nghe cái móc chích vậy. Đó, chúng rồi. Cái cây đó. Ngay cái cây luôn. Anh Hải. Một. Chết. Viên nữa nè. 3 viên là thấy thắng rồi đó. Một viên rồi nha các bạn. Ui, lên tí. Thấy đường nào là được, thấy đường nào là được. Tao thấy đâu có tay thấy đâu. Nó nằm giữa khó chịu lắm. À nằm dưới đất có bốn viên. Thấy viên đạn nó bay qua rồi. Viên nằm lửng 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 không thấy đạn. Ui, hay quá anh ơi. 2/5 Hai có giải nhất rồi đó. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Đây. Cố lên. Đẹp dữ ta. Anh em giờ người mới có 3 lon rồi các bạn. Đu mất rồi. Cố lên anh. Hai viên. Đi an toàn. Gò gò được 2 viên nữa. 3 viên bia vẫn an toàn. Bắn trúng cây xong à. Đừng có bắn thằng áo đen rồi, chưa hiểu. Giờ rớt nó. Giờ bắn rớt nó tầng giải nhân đôi. Còn ngoài có thằng đó. Bốn thằng một á. Còn rồi. Không
Bia an toàn. Bia an toàn. Có sẽ có giải cho người bia an toàn. Bia an toàn, bia an toàn ra cạch, ra cạch tay luôn nha. Thì lại có giải là. Anh kiếm này. Đây thanh niên cứng nhất năm là thanh niên này nè. Đây nè các bạn. Thấy không? Cái bia chỗ này mà ngồi ngay đây nè. Rồi chút bụng cờ rồi sao? Làm gì thì chơi luôn. Chơi chơi luôn đúng không? Luôn. Không được, mấy người nhét gì bao qua đi tiếp. Đúng rồi, giải dồn giải. Đâu chia được. Ôi, hay quá anh ơi. Một viên nữa thôi là gỡ rồi. Lâu còn vòng lâu nữa. Có giải nhì rồi đó. Trước mắt thấy có giải nhì rồi đó. Chứ còn hai thánh không nhậu. À đúng rồi, má ghê quá. Hai thánh không nhậu. Mấy bố nè, viên nữa. Anh Trang tao bánh không giờ nè. Bánh 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 chúng tàu nhanh đôi. Phải không? Phải. Hụt. Kết thúc. 1 trên 5. Người tiếp theo. Qua ra. Ôi bi rên bi rên. Bi rên. Bi rên. Lấy điểm ngắm đàng hoàng. Có sợt. Bình tĩnh bi rên, ngắm từ thôi. Ngồi cái ghét không? Bắn vô mặt. Vừa bắn vừa nhảy giống bi rên luôn. Tao bắn bỏ Linh lại gã tình em. Linh à. Bởi vậy mới có hưng phấn. Trai thôi mà. Quá, hưng phấn quá bắn không được. Trời ơi. Hưng phấn quá bắn lên không à. Giống gì lấy gì nó lỡ sượt không vậy. Gió lòn. Bắn cái lon này cũng có gió nó đưa đưa. Phần thi này là phần thi bia di động. Anh Sang. Hiện tại ba thanh niên đã giải bia an toàn nha các bạn. Kiểu này đi, kiểu này đi chơi gái với cái vợ điện cái thèo chút mẹ. Đi tiên, đi tiên, đi tiên. Mình đánh em. Lát nữa mấy người bắn bia an toàn được thêm 5 viên. Đúng rồi, tiếp. Ui, cũng ngoài kia kìa. Gì cuối. Nhanh 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 hô hô an toàn. Bia an toàn. Tiếp theo. Đâu còn Tina nữa. Cố lên, cố lên. Quân bắn chưa? Dạ rồi anh. Hả? Em bắn không lủng luôn. Không em mới cáo à. Mới nhậu. Một. Đúng rồi, cái bọt này, cái tiếng rồi kia. 2. Mình bắn em. Đừng đạo lại bắn ăn dưới quá rồi. Đừng bắn thôi, đừng bắn kia. Đừng bắn. Đừng bắn bên này. Dưới không? Trúng cây. Ôi, hay quá anh ơi. 1 trên 5 nha. 3 giải. Chúc ba của mình tù xì nha. 1 trên 5 rồi. Bia bớt an toàn. Tina tình. Không cần bắn kỹ viện đâu, anh cứ ưng là bắn thôi. Bắn chim hay lắm á. Hay quá anh ơi. Tuyệt vời. Hay quá em ơi. 1 trên 5. Còn bé Na. Còn bé Na. Còn bé Na. Anh Tình bắn cảm giác nha các bạn. Vô bắn. Con cứ trong. Rồi. Cá thủ nhỏ tuổi nhất. Đó, trúng cái cây rồi đó. Chích rồi đó. Đó, trúng cái cây rồi đó. Hay quá con. Bé cứ canh bình thường như ở nhà. Bắn như ở nhà với con. Chắc mấy chú nửa mét luôn kìa. Đó, chúng cái cọng dây luôn. Quá hay rồi dạ, con ơi. Con bắn cái lon, đừng có bắn cọng dây không. Con chú. Đúng rồi, mấy chú bắn cọng dây mới đỉnh. Bắn dây cho mấy chú nhột lắm á.
Con chú lo, con chú con bắn dây lên. Cầm vuông đá lại con, vuông đá lại. Đúng rồi. Rồi, tiếp. Cho anh 10 viên. Không phải cây ná của nó, cây ná nó ở nhà. Ná nó hoa hẹn lắm. Ừ, vuông ná lại. Rồi, bắn biểu diễn thôi. Phong cách thôi con, ừ, phong cách cầm ná rồi cho mấy chú coi, cầm ná chuẩn đàng hoàng. Cầm ná quá đẹp luôn à, tay chuẩn luôn. À, mấy bạn ngừng bắn. Rồi, con bắn chú Tòng cho ba coi. Con bắn chú Tòng cho ba coi, con này hay quá vậy. Má anh ta cầm vô. Hay quá con ơi. Tuyệt vời. Thôi đừng bắn nữa con. Vậy đừng bắn nữa con, chỉ cần nhiêu thôi con. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mấy chú được cái nhà. Mấy thằng bắn bi an toàn đâu rồi. Mấy chú làm vậy là chết tôi rồi. Ná lạ nha, ná của bà chứ không phải ná của nó nha, ná của nó bắn rồi. Hay quá con ơi. Còn 40. Cái mục văn nghệ nha các bạn. Nằm đây hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thương anh ta làm lòng đừng nói ra. Em có tim chưa nguyên vương tình sâu chất ngắn. Giờ đủ ông phải nhanh. Em còn đẹp rồi em mang cô đơn trên lối về. Tuyệt vời. Dạ. Ôi thằng ơi, thằng ơi. Ôi, vẫn còn da bình thường luôn. Sợ rằng đường về không có xa. Để bên em, anh đưa lối về. Nhiều lần chưa nhìn em thật lâu. Nét thơ ngây chưa vơi sầu lấy. Nàng đẹp từ ngàn hôm nay sau. Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh. Là đời anh yêu chàng, anh đã yêu từ nhỏ. Đôi khi bên em thơ ngây thà rằng lòng đừng nói xa. Nếu con tim chỉ nguyên vương tình sâu chất ngỡ. Giờ buồn phải nhanh. Em hận em rồi em mang cô đơn trên lối về.